Ngày 15 tháng 5, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bắt đầu triển khai các giải pháp để tăng cường kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An, chủ yếu với khách đoàn như đã thông báo trước đó. Trong đó có việc tăng cường kiểm soát quản lý vé tham quan ở các kiệt, hẻm. Cụ thể, ngoài 10 chốt kiểm soát vé vào phố cổ Hội An như lâu nay, còn có thêm 2 chốt kiểm soát vé mới để tạo thuận lợi cho du khách mua vé tham quan di tích. Các lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm soát, bố trí bảng thông tin, chỉ dẫn tại các kiệt hẻm để du khách nhận biết rõ chủ trương của địa phương về việc bán vé tham quan. Thì lấy vé chạy đúng theo công ty, đúng theo cái nguyện vọng tham quan, bứt phá một nền văn hóa, một phần một cái truyền thống, thì đóng góp vé là một điều hiển nhiên cho sự bảo tồn và phát triển về di sản văn hóa và lịch sử. Còn lấy vé ra cho thế nào phù hợp thì bản thân người Hội An cũng phải hiểu. Theo ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, các du khách đã mua vé tham quan vẫn ra vào các kiệt hẻm bình thường. Hiện nay, khu vực trung tâm phố cổ có 17 kiệt hẻm. Ở những nơi này có 1-2 người túc trực thường xuyên hướng dẫn cho du khách đến điểm chính phát hành vé tham quan. Một số điểm mà để đấu khách và các quầy vé chúng ta có dịch chuyển ra theo các cái tuyến đường ở dọc theo cái phố Phan Chu Trinh. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ hạn chế tối đa, thậm chí có một số tuyến chúng ta cấm hẳn các cái loại ô tô vào tiếp cận cái vành đai của khu phố cổ để tạo cái hành lang thông thoáng nhất ở các cái cửa ngõ mà du khách đến với Hội An. Thì khi mà du khách đến những điểm này thì cái sự tiếp cận vào trong các cái quầy vé và các cái điểm mà kiểm soát vé thì nó rất là thuận tiện, và đồng thời nó được thông tin hướng dẫn một cách nó chu đáo hơn. Và ở đây là chúng tôi sẽ bố trí đầy đủ những cái bộ nhận diện, những thông tin cần thiết cho du khách về cái tham quan phố cổ, cũng như là hướng dẫn du khách mình cần phải làm gì, và được các cái anh em hướng dẫn viên phục vụ một cách rất tận tình. Chính quyền Hội An kỳ vọng phương án lần này sẽ cải thiện nhược điểm về kiểm soát vé tham quan lâu nay. Mặc dù vậy, Hội An sẽ phải nỗ lực rất nhiều để tạo cảm giác thoải mái cho cả du khách khi tham quan và người dân ra vào phố cổ Hội An.